Đây là bậc thầy đồ nướng bán 4 con heo quay mỗi ngày. Ở Ipoh, Malaysia, quán thịt lợn quay nổi tiếng luôn lặng lẽ tồn tại ở đây. Ông chủ khéo léo này được các thực khách nhiệt tình gọi một cách trìu mến là chú heo quay. Mỗi ngày quán đều mở cửa đúng giờ vào lúc hoàng hôn. Chỉ trong vòng một tiếng, 4 con heo chiên giòn và gà nướng cay kinh điển của quán sẽ được bán hết. Đây không phải là một lời nói điêu đâu quý vị. Nếu không đến trước giờ mở cửa nửa tiếng thì rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ bữa tiệc thịnh soạn này. Sở dĩ quán chú heo quay được đa số thực khách săn lùng không chỉ vì thịt heo quay được chế biến thủ công và nổi bật mà còn vì anh luôn có thể nướng từng miếng thịt giòn bên ngoài mềm bên trong tỏa ra hương vị đầy lôi cuốn. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là mức giá của món ăn, bạn có thể mua nó chỉ với mức giá dưới $3. Mức giá này chắc chắn khá dễ chịu với mọi người. Vì vậy mỗi khi gần đến giờ quán kinh doanh, thực khách sẽ tụ tập về đây như đàn kiến dọn nhà. Mong được nếm thử hương vị thơm ngon càng sớm càng tốt. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, chú heo quay nhanh chóng dọn đồ ăn lên như một nghệ sĩ. Lần lượt bày ra những miếng thịt nướng thơm phức được chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhà. Miếng thịt ba chỉ chiên giòn ấm lòng người được đặt khéo léo vào thùng chứa bí ẩn của xe bán đồ ăn di động. Mỗi tảng thịt đều được nướng hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào. Kỹ năng của chủ quán rất khéo léo và mượt mà. Mỗi nhát dao anh hạ xuống đều kéo theo sự phấn khích của thực khách. Bên cạnh anh là người đồng hành chịu trách nhiệm với các đơn hàng và hiểu rất rõ nhu cầu của khách. Hai người phối hợp thật hoàn hảo. Món thịt lợn nướng thơm ngon đã bày ra trước mặt. Da nướng giòn có mùi thơm quyến rũ, bên trong chảy ra nước mỡ trong suốt như ngọc trai. Còn đây là miếng thịt gà đã được nướng hoàn hảo. Khi chặt xong tất cả thịt quay, chủ quán sẽ quay sang mở nồi thịt hầm thơm lừng bên cạnh. Đồ ăn bên trong đã ngấm gia vị tai lợn có màu sắc hấp dẫn, lòng non và xương sườn cũng ngon miệng. Quán thịt nướng này tuy không có nhiều món nhưng món nào cũng được chủ quán chuẩn bị và lựa chọn kỹ càng. Mỗi miếng ăn là sự tri ân cao nhất đối với thịt lợn quay. Hương vị như đang nhảy múa trên lưỡi bạn. Món thịt lợn quay tỉ mỉ và khéo léo như vậy thực sự là mục tiêu theo đuổi của những người sành ăn. Con gà được áp trên thành bếp là xuất phát điểm của món gà bay vách tường. Trong ẩm thực cổ xưa của Azerbaijan, con gà vàng ruộng dính trên vách bếp lò dường như đã nói thay cho nét truyền thống và duyên dáng của cả một thời đại. Đây không chỉ là một món ăn mà còn là biểu tượng văn hóa, là di sản truyền thừa bất biến. Khi thành bếp dần được phủ kín bởi món ngon vàng óng này, thời gian cũng như tạm dừng lại. Tuy nhiên quá trình chuẩn bị đằng sau món ngon này rất tỉ mỉ, đòi hỏi tay nghề phải điêu luyện. Con gà phải được làm sạch và ướp rồi mới áp lên thành bếp. Đầu tiên người ta sẽ làm sạch thịt gà, cắt bỏ cánh gà. Sau đó ngâm vào hỗn hợp gồm nước ép hành tây cắt nhỏ, sốt cà chua cùng với một lượng muối, bột ớt chuông, bột tiêu đen, bột màu vàng và hạt nhục đậu khấu vừa đủ. Những loại gia vị này trong quá trình ướp giúp tăng thêm nhiều tầng hương vị cho món ăn. Điều tuyệt vời hơn nữa là để gà có thể bám chắc trên thành bếp, một loại bột đặc biệt làm từ bột mì và nước đã trở thành vũ khí bí mật của món ngon này. Còn đầu cánh và chân gà bị loại bỏ sẽ được dùng làm thức ăn cho gia cầm. Trong văn hóa nấu ăn truyền thống của nhiều nước, những phần bỏ đi này lại mang đến khá nhiều món ngon. Trong lúc chờ đợi, hai vợ chồng chuẩn bị trà làm từ lá chè đen và nụ hoa. Đây là món khai vị độc đáo trước bữa tối của họ. Sau 2 giờ nướng trên thành bếp, cuối cùng con gà cũng chín vàng, mềm và mọng nước, sẵn sàng đáp ứng sự khiêu chiến của thực khách. Khi nhấc nắp lò lên, sắc vàng trên món ăn dường như đã trở thành dấu ấn của thời gian, vô cùng hấp dẫn. Từng miếng thịt thấm đẫm hương thơm tươi mát, nước sốt và gia vị tự nhiên tạo thành loại hương vị đậm đà trong khoang miệng. Đối với thực khách đây chính là một bữa tiệc cho các giác quan, vừa sảng khoái vừa khiến ta nhớ thật lâu. Người chủ còn ăn miếng thịt gà thơm ngon này với nhiều nguyên liệu hoang dã khác để tạo nên một bữa ăn hoàn hảo. Thịt nướng trên lửa than sẽ trở nên thơm ngon hơn nhờ được bổ sung nhiều loại gia vị tự nhiên. Bạn thực sự không nên xem những video về món ăn ngon vào lúc này. Nó không chỉ kích thích sự thèm ăn mà còn có thể khiến bạn mất ngủ vào đêm nay đó. Mong là mọi người sẽ được nếm thử món ngon này trên đất Azerbaijan. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.